Hello my fan, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lại chơi PUBG Xingqiu trên Steam nhé. Ở video trước là mình đã sang một chapter mới và lần này mình sẽ chơi tiếp tục nhé các bạn nhé. Đây là một map Aventure mới. Đây là map trên Ok, mình sẽ select map đầu tiên luôn. Và mình sẽ chọn nhân vật là đua lần này sẽ là MC Kelly. Và sẽ đua với tank là Quick Cycle. Ok, mình sẽ cố gắng đua map này được 3 sao luôn nhé các bạn nhé. 1, 2, 3, let's go. Đây là một chapter mới mình vừa mới update xong. Ok, may quá con MC Billy này có power up là tàng hình. Mình đã tàng hình và vượt qua được hết các chướng ngại vật của các con kia đã thả ra. Ok, hiện tại mình đang giữ vị trí đầu tiên luôn. Ok, mình sẽ bay lên đây để ăn cái bầu power up này nhá các bạn nhá. Suốt chút nữa là mình sẽ sang được cái shortcut map, nhưng mà không sao, mình vừa bị dính trường bánh xe bay cao lên, nhưng mà không sao. Ok, mình sẽ thả power up tiếp tục này. Và mình sẽ đi trên shortcut map ở trên đây nhá. Và sẽ bay lên trên đây luôn. Và ăn được 2 power up. Lại tiếp tục bay tiếp này các bạn. Ok, mình sẽ thả chướng ngại vật vòng tròn kia ra. Mình mà ăn power up kia bị ngược mất rồi. Và bị dính T-Bone. Nhưng sao mình sẽ cố gắng đua để không... đây có 2 power up luôn. Ok, mình sẽ bay lên đây và bay sang cái shortcut map kia. Nhưng mà không may đến. Không sao. Con Z kia nó đã ăn trộm một cái power up của mình. Con kia thả power up. Tiếp tục mình sẽ lại bay tiếp tục lên đây nhá các bạn nhá. Và sẽ ăn 2 power up tiếp. Ok, mình bị dính power up liên tục. Nhưng sao, mình sẽ cố gắng đua vượt qua cái chướng ngại vật này. Ok, hiện tại mình đã cách xa các nhân vật kia khá xa. Ok, lần này mình có cái space tăng tốc độ kia, mình sẽ bay lên trên cái shortcut map này luôn các bạn này. Đấy. Ok, tiếp tục ăn power up thôi nào. Ok, vậy là đã xong. Mình đã giành chiến thắng nha các bạn nha. Giành được 3 sao luôn. Ok, thanks for watching. Please subscribe my channel. Goodbye, see you again.